phát âm NL ở cuối xem hết video này. Bây giờ mình chia ra làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên UL, ANL, I, NLE thì các bạn đọc là chữ ơ và sau đó các bạn cống lưỡi lên giống như chữ ồ của tiếng Việt. Ồ. Ví dụ nha các bạn, đó là beautiful, beautiful, arrival, arrival, fragile, fragile. Rồi cái nhóm số 2 là RL, các bạn cũng cống lưỡi giống như chữ ồ hoặc là các bạn đọc là rồ. Rồi ví dụ như các bạn girl hoặc là girl, hurl hoặc là hurl, cuối cùng curl hoặc là curl. Cái nhóm cuối cùng là yên là đây, các bạn đọc là I'll, I được cong lưỡi lên gần I'll. Ví dụ trial, trial, mild, mild, wild, wild. Rồi bây giờ mình có câu đố cho bạn nghe, là cái từ này này các bạn đọc sao, để lại với phần bình luận giúp mình. Đừng quên cho mình một like, một subscribe để có nhiều động lực làm video cho các bạn.